Bích Ngọc xin cảm ơn rất nhiều và đáp lại lòng nhiệt tình của quý vị. Bích Ngọc và anh Cảnh Tuấn xin gửi tới một bài hát rất dễ thương của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, đó là bài hát Người đi xây hồ kẻ gỗ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.